Rõ ràng là thời gian gần đây giáo dục nước ta đã để xảy ra rất nhiều sự cố khiến học trò bất an và phụ huynh mất niềm tin vào nhà trường. Tuy nhiên, tin tức ngay sau đây sẽ giúp các bạn nhận ra rằng các sự cố trong trường học dù nghiêm trọng tới mức nào, nhưng nếu như lãnh đạo các nhà trường, các thầy cô giáo xử lý, giải quyết nó với thái độ cầu thị, minh bạch, không bao che đổ lỗi, thì phụ huynh và xã hội sẽ luôn thông cảm và đồng hành cùng nhà trường. Vâng ạ, cách đây vài ngày thì nhiều học sinh của trường Marie Curie Hà Nội đã bị dị ứng thuốc diệt muỗi, khiến cho nhiều em phải nhập viện. Thay vì im lặng hay đổ lỗi thì hiệu trưởng của trường là thầy Nguyễn Xuân Khang đã gửi tới phụ huynh của các em lá thư xin nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi sâu sắc. Lá thư được đăng tải không chỉ khiến học sinh phụ huynh của trường mà rất nhiều người khác cũng vô cùng xúc động. Trong thư, thầy Khang hoàn toàn xin nhận trách nhiệm vì sự cố xảy ra, đồng thời bày tỏ tình cảm xót thương tới những học trò bị bệnh. Đồng thời, thầy Khang cũng bày tỏ tình cảm của mình đến những học sinh bị bệnh, thầy xưng ông nội và gọi học trò là con. Thầy cho biết sự cố xảy ra là bài học lớn cho nhà trường. Bởi sự cố xảy ra ngay trước thềm kỳ thi học kỳ, nên thầy sẽ bố trí kỳ thi sau, tạo điều kiện cho những học trò bị nặng có thời gian nghỉ ngơi và ổn định sức khỏe. Theo thầy Khang giải thích thì trường Marie Curie mỗi năm phun thuốc diệt muỗi ít nhất là 2 lần. Khu vực ăn uống, nguồn nước, lương thực thực phẩm là những nơi được cách ly nghiêm ngặt. Trước đây chưa lần nào gặp sự cố như lần này, nhưng do lần này đổi loại thuốc mới và thời gian phun ngắn, thuốc chưa kịp khuếch tán hết nên sáng hôm sau đến trường, nhiều học sinh bị dị ứng thuốc muỗi. Cuối thư, thầy còn xin cúi đầu nhận lỗi một lần nữa trước các bậc phụ huynh. Tâm thư của thầy hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang được nhà trường đăng tải lên mạng xã hội đã khiến nhiều học sinh phụ huynh của trường xúc động. Và nhiều người cho rằng mặc dù sự cố đáng tiếc đã xảy ra, tuy nhiên cách mà thầy cùng với nhà trường nỗ lực khắc phục sự cố, thẳng thắn nhận trách nhiệm, không bao biện đổ lỗi thật là đáng khâm phục và ngưỡng mộ. Bên cạnh đó thì tình cảm chân thành thầy dành cho học trò cũng thật vô cùng đáng quý. Vâng ạ, và được biết là trước đây thầy Khang chính là người đã cùng với thầy Văn Như Cương sáng lập ra trường dân lập đầu tiên ở Hà Nội là trường Lương Thế Vinh. Cái tên Lương Thế Vinh của trường cũng là do thầy Khang đặt. Nhưng sau vài năm do bất đồng trong quan điểm giáo dục nên thầy Khang đã đứng ra thành lập trường mới lấy tên nhà khoa học đạt giải Nobel là Marie Curie. Trong khi trường Lương Thế Vinh thì đề cao kỷ luật chất lượng thi cử, thì trường Marie Curie lại chú trọng giáo dục nhân cách, kỹ năng sống và năng lực trí tuệ. Dù khác biệt về triết lý, song đến nay cả hai trường đều là những trường tư thục, có thể nói là chất lượng hàng đầu ở Hà Nội.